Còn nhớ năm 2010, công trình cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu được triển khai xây dựng. Ngày khởi công, nhiều người dân ở phường 3, phường Đông Thanh chưa hình dung rõ công trình này sẽ có diện mạo, kết cấu và công năng sử dụng như thế nào. Đến khi hình hài công trình có tổng mức đầu tư khoảng 588 tỷ đồng dần hoàn thiện, thì họ mới hiểu mục tiêu, ý nghĩa của công trình này. Hơn 8 năm sau, vào năm 2018, công trình đập ngăn mặn sông Hiếu có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng được khởi công và hoàn thành năm 2021. Tháng 4 năm 2020, cầu xây văng sông Hiếu thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong được triển khai xây dựng. Những cây cầu được kỳ vọng mang lại diện mạo mới và thúc đẩy phát triển không gian đô thị phía Bắc Đông Hà. Thành phố Đông Hà là một thành phố trẻ đã có những chuyển biến tích cực từ những công trình kiến trúc, trong đó đặc biệt có những cây cầu bắc qua sông Hiếu đã góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị. Những cây cầu này thì ngoài cái việc đóng góp vào giải quyết vấn đề thông suốt giao thông đô thị, theo thời gian thì những cây cầu này sẽ dần dần đóng góp vào di sản của thành phố trong tương lai. Như vậy chúng ta nên lấy làm mừng, lấy làm tự hào với thành phố ngày càng có thêm những công trình có ý nghĩa như vậy. Khó kể hết niềm vui của người dân đôi bờ sông Hiếu khi các cây cầu nối tiếp nhau được đầu tư xây dựng đã thu hẹp khoảng cách giữa khu vực trung tâm đô thị với vùng ven, mở mang không gian, đảm bảo cho sự phát triển hài hòa giữa các khu vực trong đô thị, tạo sự liên kết và mở hướng phát triển. Trước đây người dân phường Đông Thanh muốn qua bên kia thành phố Đông Hà thì phải duy nhất là qua cầu Đông Hà, nhưng mà hiện nay thì được kết nối rất nhiều cây cầu cho nên điều kiện bà con đi lại rất là thoải mái, thuận lợi. Thứ hai là tạo cái cảnh quan của đô thị trong cái quá trình phát triển. Thứ ba nữa là kết nối cái vùng giữa Bắc và Nam sông Hiếu để rồi bà con rất là phấn khởi trong cái quá trình mà chỉnh trang đô thị được nhà nước đầu tư xây dựng. Trên địa bàn phường Đông Thanh được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó là có những cây cầu kết nối giữa phường Đông Thanh và khu đô thị của Đông Hà, từ đó tạo điều kiện cho bà con nhân dân của phường Đông Thanh trong công tác và tham gia giao thông để thông thương, tạo điều kiện cho bà con của Đông Thanh phát triển kinh tế cũng như tạo thêm một bộ mặt khang trang của phường Đông Thanh. Hiện trên địa bàn thành phố Đông Hà có trên 10 cầu lớn tạo sự liên kết các tuyến đường vành đai, đồng thời tạo cú hích mở thêm hướng phát triển đô thị Đông Hà về phía Bắc và phía Đông đi qua sông Hiếu, sông Thạch Hãn, đúng định hướng lấy trục sông Hiếu làm trung tâm, làm thay đổi diện mạo thành phố tỉnh lỵ đang trên đà phát triển. Những cây cầu vững chãi không chỉ nổi đôi bờ giúp giảm khoảng cách giữa các vùng mà đã và đang tạo ra dư địa mới cho thành phố phát triển, là động lực quan trọng để Đông Hà tiếp tục bứt phá, vươn lên.